ảnh VTV, các nam diễn viên nổi tiếng thường lấy vợ rất sớm, điển hình phải kể đến như Thanh Sơn, Việt Anh, Mạnh Trường, Hồng Đăng, Anh Vũ. Họ đều lập gia đình trước 26 tuổi. Tuy nhiên trong số đó có những người hạnh phúc viên mãn nhưng cũng có nam thần lận đận tình duyên, đổ vỡ sau khi kết hôn vì không tìm được tiếng nói chung trong thời gian chung sống. Một, Việt Anh. Việt Anh là một trong những nam tài tử của màn ảnh Việt. Anh nổi tiếng từ sau những năm 2000 với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách và cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang là cái tên được săn đón. Việt Anh thường được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho những vai chính phản diện. Thời trẻ thì đóng công tử ăn chơi, phá phách, đến khi có tuổi rồi thì đóng doanh nhân mưu mô, hối lộ. Sự nghiệp thành công là thế nhưng đường tình duyên của Việt Anh khá chuyên chuyên. Anh lấy vợ vào thời điểm tên tuổi đang lên như diều gặp gió vào năm 2007. Họ có chung với nhau một cô con gái nhưng 3 năm sau cuộc hôn nhân này tan vỡ, vợ con Việt Anh sang Mỹ định cư sau khi hoàn tất ly hôn. Đến năm 2016 Việt Anh lên xe hoa một lần nữa với bà xã Trần Hương. Tuy nhiên họ cũng chỉ chung sống với nhau được 3 năm rồi đường ai nấy đi, cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh ở với mẹ. Mặc dù đã ly hôn nhưng Việt Anh với vợ cũ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp để cho cậu bé không phải thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm của cả bố và mẹ. Ở tuổi 40, Việt Anh sở hữu ngoại hình điển trai, trẻ trung và manly. Sau khi đụng chạm chút đỉnh, khuôn mặt anh trở nên thanh thoát và hách hủy hơn. Bên cạnh đó, nam diễn viên này cũng giữ được body chuẩn nhờ tập luyện khiến nhiều fan nữ đổ cái dục mỗi khi thấy anh xuất hiện trên màn ảnh. 2. Thanh Sơn. Nam diễn viên sinh năm 1991 đang là nam thần màn ảnh được khán giả gọi tên liên tục trên các diễn đàn yêu phim khi đóng nam chính trong bộ phim 11 tháng 5 ngày. Trước đó, trong 10 năm hoạt động nghệ thuật anh đã ghi dấu ấn với quá nhiều vai diễn ấn tượng. Có thể nói Thanh Sơn là một trong những nam diễn viên đẹp và tài năng nhất của VFC. Sự nghiệp thành công là thế nhưng chuyện tình cảm của Thanh Sơn cũng từng trải qua những biến cố không mong muốn. Anh lấy cô bạn gái từng học chung trường sân khấu năm 25 tuổi nhưng khi về chung một nhà sau vài năm thì thấy không tìm được tiếng nói chung. Họ quyết định ly hôn, con gái anh ở với vợ và Thanh Sơn có trách nhiệm chu cấp để nuôi con. Ở tuổi 31, Thanh Sơn vẫn luôn trẻ trung, vui tính, thường xuyên tập gym để giữ body 6 múi MLM. Những ngày gần đây, khán giả đang tích cực đẩy thuyền cho Thanh Sơn và Khả Ngân đến bên nhau khi họ diễn cặp quá ăn ý trên phim và có những hành động, cử chỉ thân mật quan tâm nhau ở ngoài đời. 3. Hoàng Anh Vũ. Trước khi trở thành nam diễn viên được khán giả nhãn mặt đặt tên với nhiều dự án phim ăn khách của VTV, anh Vũ đã là một hot boy nổi tiếng ở đất Hà Thành. Anh từng khiến khán giả há hốc mồm khi thông báo tổ chức đám cưới khi đã có con trai lớn 3 tuổi. Thế nhưng cuộc hôn nhân này chỉ êm ấm 2 năm rồi đường ai nấy đi. 4. Kể từ thời điểm ấy đến nay, anh Vũ vẫn chưa bao giờ chia sẻ ý định lên xe hoa lần nữa. Tuy nhiên anh hay đăng tải hình ảnh chụp cùng bạn gái đã yêu khoảng 3 năm trên trang cá nhân và họ đang rất hạnh phúc. Cô gái này cũng đã từng một lần đò và có con riêng. Ở tuổi 33, Hoàng Anh Vũ ngày càng trẻ đẹp và vẫn là mẫu người yêu lý tưởng của nhiều cô gái. Nam diễn viên này luôn toát ra một điều gì đó phong trần, lãng tử và ấm áp nên rất cuốn hút phái nữ. Khán giả cũng mong thời gian sắp tới anh sẽ về chung một nhà với bạn gái, cho cô ấy danh phận để cùng vun vén, xây dựng tổ ấm hạnh phúc viên mãn. Rất mong những nam thần màn ảnh kể trên sẽ sớm tìm được hậu phương vững chắc để yên tâm làm nghề, tiếp tục cống hiến cho khán giả những vai diễn ấn tượng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.